Và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin nhân danh Thầy: họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân được lành mạnh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cảm ơn Cha Trần Kim Phú của đọc bài tin mừng ngày hôm nay. Các con đi đi rao giảng tin mừng, và Thánh Phaolô cũng đã thực hiện Thánh Phaolô và tin mừng. Tôi hỏi tất cả anh chị em là Thánh Phaolô được tử đạo tại đâu nhỉ? Roma hay là Jerusalem? Roma vào năm bao nhiêu nhớ không? 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 67, yeah. Tại Trefontane, tại Roma, và cha có rất nhiều lần đến đấy để xem cái cột đá mà người ta chặt đầu Thánh Phaolô. Rồi năm 2000, một tin vui cho cả thế giới là đã khai quật được cái hòm của Thánh Phaolô. Và bây giờ trưng bày tại nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành, rất nhiều khách hành hương đến xem cái quan tài của Thánh Phaolô. Và như vậy, Thánh Phaolô chính người đã khẳng định: tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Nếu mà chúng ta nhìn lại cái hành trình cuộc đời của Thánh Phaolô, nó giống cha con mình lắm. Vậy cái tên thật của Ngài, một là Sao Lê, hai là Sao Lô, ba là Sôn. Vậy thì cái tên nào đúng? Ba tên đúng hết. Sao Lê, Sao Lô, Sôn. Yeah. Và năm 12 tuổi, Phaolô gốc biệt phái, ghét người Công giáo lắm. Và Stefano là nạn nhân đầu tiên, 12 tuổi, khi học với người biệt phái Gamaliel. Phaolô đã cầm áo cho những người lý hình ném chết Stefano, người Công giáo, vị tử đạo đầu tiên, ngay cái cổng thành Jerusalem. Lần nào ra đi cũng phải đến cái nơi Thánh Stefano tử đạo để nhớ lại hình ảnh của Phaolô. Rồi cuộc đời run rủi cho tới khi lệnh để xin trát đến triệt hạ những người Công giáo tại Damas, Phaolô đã bị Chúa gặp. Ông là ai? Ta là Giêsu mà ngươi đang tìm bắt. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Cuộc ngã ngửa thay đổi cuộc đời. Và sau khi rửa tội, Phaolô đã trở thành tông đồ của dân ngoại với 4 cuộc hành trình đặc biệt mà cha vinh dự đến một cái đồi Athenagoras ở tại Hy Lạp, đấu khẩu với tất cả các triết gia Hy Lạp. Ngài đã chiến thắng và rửa tội cho cả thành Aten. Nếu đến vương cung thánh đường Thánh Phêrô, một bên là Thánh Phêrô cầm chìa khóa, một bên là Thánh Phaolô cầm cái gươm, để làm gì? Để chinh phục nhân loại, mang tin mừng rao giảng để mọi người nhận biết Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Như bài đọc thứ nhất trích sách Tông đồ Công vụ mừng lễ Thánh Phaolô, chúng ta giống Ngài lắm. Cha cũng như chúng con cả một cuộc đời thăng trầm tìm gặp Chúa, và gặp Chúa qua phong trào Cusio, qua bí tích sửa tội, gặp Chúa trong các thánh lễ. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Đức Kitô. Lạy Chúa, xin chúc lành cho hành trình của mỗi người chúng con giống Thánh Phaolô hôm nay và mãi mãi. Amen.